Đấy. Xin chào toàn thể anh em theo dõi kênh Thợ Mộc. Hôm nay mình có qua công trình ở Yên Nghĩa Hà Đông, sửa sang một số những cái chi tiết còn dang dở để đưa vào hoàn thiện nốt cái công trình này của mình. Đấy, công trình này của mình là gồm có hai cái hạng mục, một là nhà 5 gian nhà chính, hai là nhà ngang 3 gian. Đấy, nhà chính 5 gian, hai là nhà ngang 3 gian. Thì ở đây đã có lên tổng thể cái sân vườn rất là đẹp rồi. Đấy, sân này, vườn cây này. Tổng cái diện tích đất này của mình thì một chiều 20m, một chiều khoảng 15m, khoảng 300m2. Chưa được 300m2 đâu, bởi vì cái nhà chính này của mình là 80m2 này. Nhà ngang chính này của mình có 90m2. 90m2 cái nhà chính này. Và cái nhà nhỏ kia của mình là 40m2. Đấy. Tổng chiều ngang cái nhà này của mình là suýt 14m. Cái chiều một chiều 14m, một chiều sâu là 7m rưỡi. Đấy. Còn cái chiều lòng cái chiều nhà ngang kia của mình là một chiều là 7m rưỡi, một chiều là 5m. Khoảng hơn 40m2. Đấy, cái nhà chính này thì là nhà 5 gian. 5 gian 4 vì có làm hai cái bức vách đằng trước, nên là vách gỗ luôn của hai cái buồng. Đấy. Rất là đẹp. Bằng gỗ, nhà này là nhà cũ, mình có đưa về sửa sang, khắc phục, phục chế lại. Đấy, anh ấy còn làm cả một cái tầng hầm ở dưới này nữa. Đấy, nhà này nhà 5 gian. Đấy, nhà 5 gian này cột, mọi người cứ chê cột thấp, nhưng mà thực tế lên và khi lên bậc và đá tảng thì nó cũng khá là cao. Đấy, cũng không bị thấp lắm. Đây, nhìn đứng từ xa nhìn tổng thể cả cái nếp nhà nên nhìn nó không bị thấp. Nếp nhà này là nếp nhà 5 gian. Hiện tại thì mình còn một cái bộ khung nếp nhà 5 gian nhà cổ như thế này nữa. Đấy, nhà cổ gỗ lim, cột đường kính 30. Bộ khung lim rất là đẹp. Đục chạm rất là đẹp luôn. Thì về hoàn thiện có thể hoàn thiện được như cái nhà chính này. Đấy, tổng thể phần gỗ hoàn thiện là 1,5 tỷ. Đây là đối tác kỹ thuật về mặt thợ xây xây dựng. Ông anh về mặt xây dựng. Hai anh em hôm nay cũng về mà bên xây dựng cũng tổng kết để xong hết trong tháng tới này đây. Anh sẽ đi vào trong nhà này cho mọi người xem. Cái lối cửa này là đóng theo lối cửa cổ Huế. Đường nét đục chạm hoa văn rất là đẹp. Đấy, đóng theo lối cửa cổ Huế. Đó, đóng theo lối cửa cổ Huế. Nhà 5 gian, nhà này cột đường kính 30, cột cái cao 3m7. Nhà mình đang có một căn nhà lim giống như thế này, cột cái cao 4m6. Đấy, còn cao hơn cả cái nhà này nữa. Đấy, dáng lối thì cũng giống như cái nhà này. Lên khung hình rất là đẹp. Thì sắp tới đây mình sẽ hoàn thiện. Nốt cái căn nhà này, hoàn thiện lắp nốt cửa ở cái gian cửa sổ. Hai cái vách này thì cũng đủ hết rồi, chỉ có thêm một vài cái ô này nữa thôi. Và hoàn thiện phun sơn cho nó đều màu. Đấy. Căn nhà này thì được xây bao xung quanh bằng gạch đá ong. Đấy, gạch này là một cái loại vật liệu đặc trưng ở khu vực Sơn Tây, Thạch Thất. Đấy, cái gạch này là nguyên bản là người ta cắt ở dưới đất, dưới lòng đất lên. Khi sắn thì nó mềm như là đất sét. Đấy. Nhưng mà khi gặp cái thời tiết, gặp cái không khí thì nó sẽ biến đổi cơ tính của nó rất là cứng, càng ngày càng cứng. Đấy, cái cơ tính của cái đá ong này là nó lại có một cái điểm thú vị như đấy, khi mà gặp thời tiết, gặp môi trường thì càng ngày nó lại càng cứng lại. Đấy, càng ngày càng cứng lại. Đấy, càng ngày càng cứng lại thì những cái công trình như ngày xưa như là chùa Keo ở Hưng Yên. Đấy, chùa Keo ở Hưng Yên cũng toàn bộ xây bằng đá ong mà đến hàng nhiều trăm năm. Những công trình vẫn tồn tại, đấy, gỗ lim và gạch đá ong. Đấy, như cái căn nhà này của mình thì chủ nhà ở đây cũng xây bằng gạch đá ong. Nhà này của mình là căn nhà gỗ gụ, cột đường kính 30. Đấy. Hiện tại mình còn một căn nhà gỗ lim cột đường kính 30, dựng lại khuôn viên cũng giống như cái nhà 5 gian này. Đấy, tổng kinh phí là 1,5 tỷ. Cộng với một cái nhà ngang ở dưới nữa là 300, nữa là 1,8 tỷ. Sẽ là dựng được 2 căn. Hoàn thiện về phần gỗ, còn về phần xây dựng lợp ngói thì anh em cứ phải xác định khoảng 2,2 tỷ đến 2,3 tỷ. Hoàn thiện một cái khuôn viên như thế này. Đấy. Để mà những người có điều kiện thì thực tế là hơn 2 tỷ cũng không phải là to. Đấy. Nhưng mà phải là những người yêu thích chơi nhà cổ.
yêu thích chơi nhà cổ, bởi vì một, những cái nếp nhà năm gian gỗ lim cổ như thế này thì để mà tính ra giá của nó cũng không rẻ hơn là mới đâu mọi người nhé. Mọi người đừng nghĩ là nhà cổ, nhà cũ mà rẻ hơn nhà làm mới, bởi vì là tìm được những cái bộ khung nhà như thế này mà gỗ lim ta hoặc là gỗ gụ thì nó hiếm. Để làm mới bây giờ thì mọi người thích làm kích thước to, rộng, cao bao nhiêu thì nó đều có sẵn, nhưng mà để vào những nếp nhà cổ như thế này mà gỗ gụ hoặc là gỗ lim ta thì rất là hiếm. Đấy, hiện tại còn một bộ khung gỗ lim ta như thế này nữa. Đấy, mang về lắp dựng hoàn thiện, trao chuốt lại thì nó rơi khoảng 1,5 tỷ. Đấy, 1,5 tỷ. Rất là đẹp. Đấy, 3 gian 2 buồng. 2 cái buồng thì có vì kèo phụ như thế này thôi mọi người ạ. 2 cái buồng thì có vì kèo phụ như thế này thôi. Đấy, cũng rất là thoáng. Đây là nhà chưa đi vào sử dụng. Đấy, rất là thoáng này. Chính 5 gian và một gian nhà ngang, 3 gian bên dưới. Lợp mái ngói rất là phẳng luôn. Ngói này ngói Hạ Long đấy mọi người. Lợp mái ngói rất là phẳng, không gian sân vườn. Mai kia mình có dựng một cái cổng gỗ ở đây nữa. Đấy. Mai kia mình có dựng một cái cổng gỗ ở đây nữa. Đúng bài, đúng kiểu, đúng lối của nó luôn. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu về nhà cổ, nhà cũ thì liên hệ với mình. Còn một cái bộ khung nhà chính 5 gian dựng được như thế này nữa. Tổng kinh phí là 1,5 tỷ cộng với cả một căn nhà ngang 3 gian 300 như thế này nữa. Căn nhà ngang 300 cũng rất là đẹp. Gỗ lim hết. Anh em thấy cái không gian của nó cũng tương đối là hài hòa. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Nếu có gì mình sẽ chụp ảnh chi tiết về cái không gian này gửi đến anh em nhé. Đấy, không gian rất là đẹp luôn. À, tổng đầu tư và chắc vào đây tổng tất cả cũng khoảng 2,5 tỷ đấy. À, rất là đẹp.